Sáng nay thì bên em về chiếc Kia Sonet bản Luxury 2021, đăng ký 2022, mới chạy 22.000 km nha anh chị. Xe này vừa mới về, bên Duy chờ vệ sinh dọn rửa là cho vào trưng bày và buôn bán đến khách hàng luôn ha. Xe rất là đẹp luôn ạ. Nội ngoại xe là không có gì điểm gì để chê cả. Sonet thì các anh chị nếu mà quan tâm thì cũng biết là dòng này thì cũng phải đang chờ nha anh chị. Số lượng xe bán ra là không đủ để cung cấp đến nhu cầu của khách hàng. Chiếc này chủ xe sử dụng cũng rất là kỹ nên nội ngoại thất là còn rất đẹp luôn. Đây chúng ta phần nội thất có lót sàn 5D luôn rồi nè. Nhưng mà chủ xe sử dụng rất là kỹ luôn, rất là sạch sẽ, trần thì vẫn là trần zin anh chị. 4 lớp heo xe còn rất là dày luôn. Phần sơn xi bên ngoài là không trầy xước gì luôn nha anh chị. Phần này xe này về thì bên Duy chỉ rửa xe hút bụi là xong. Rồi để Duy mở cốp sau luôn. Lớp dự phòng thì cũng chưa lăn ạ. Cốp xe thì cũng rất là to. Đây. Sonet quá đẹp luôn. Xe đẹp mới ra nên rất là hot nha anh chị. Đây là ghế lái. Chúng ta cùng xem ghế lái là biết xe này chạy ít rồi ha. Đây là lịch nhắc bảo dưỡng đây ạ. Lần bảo dưỡng tiếp theo là 24.000. Xe thì chạy 22.000 nha anh chị. Ở tô thật bên gì bán xe là không quay tua đồng hồ bao giờ cả. Tất cả đều như mới. Có lắp thêm 7 bước rồi ạ. Xe cũng có lắp thêm 7 bước chân. Chiếc Sonet 2021 đăng ký 2022 và mới chạy có 22.000 km này, bên Duy hiện đang chào bán là 565 triệu còn hơn lượng á. Anh chị quan tâm liên hệ Duy nha, số điện thoại là 0908 779 773 thì em sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị ạ. Em Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.